Thưa sư, có phải tu thiền chỉ nên tới cận định để hỗ trợ sang tu thiền quán không sư? Vì nếu tu thiền chỉ mà đắc các loại định hay an chỉ định từ sơ thiền tới tứ thiền, thì khi chết mình sanh lên cõi trời sắc giới, thì ở trên đó chỉ có hưởng khúc lạc của định một thời gian rất dài, thọ mạng hàng triệu triệu năm không thể tu tập giải thoát được phải không ạ? Chánh định trong Bát Chánh Đạo có bao gồm tứ định từ sơ thiền tới tứ thiền không? Thưa với quý vị đó, ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ cũng vậy, thì cái chuyện là đề cập cái việc tu định đó nha, là nó lên đến tứ thiền, định của hơi thở đó là lên tới tứ thiền, rồi thì từ tứ thiền của định đó mới đi ra và sau đó quan sát danh sắc. Cho nên đó là một số cái truyền thống như là truyền thống Pa Ao, muốn thực hành thiền minh sát thì anh phải lên tới tứ thiền, thì khi đó đó cái định của tứ ra khỏi định tứ thiền á, anh quán minh sát nó chính xác hơn. Thành ra cái chuyện là quý vị nói là chỉ được lên tới cận định, cái đó không đúng. Cái định mình càng cao á thì khi mình quan sát á thì nó càng khỏe. Mặc dù cái chuyện mà mình khi mình quan sát danh sắc nó chỉ dừng, mình chỉ dùng cái khả năng của cận định thôi, nhưng mà anh chứng thiền chỉ nó tầng thiền nó càng cao á thì cái khả năng quan sát anh càng tốt. Xin lấy ví dụ như thế này, cùng là đi trên một cùng là cầm một cái một vác một bao gạo đi, cùng là vác một bao gạo đi trên một cái con đường trơn, thì chỉ cần dùng cái sức của một cái anh bình thường thôi, một anh thanh niên bình thường, ảnh đi đứng cẩn thận là ảnh có thể vác bao gạo đi được trên đường trơn. Nhưng mà đó, cái anh mà lực sĩ, anh có sức khỏe càng nhiều thì cái chuyện mà ảnh vác bao gạo đi trên con đường trơn càng dễ dàng. Mà cái anh á, mà ảnh có võ sư, ảnh là võ sư thì cái chuyện ảnh bước đi nó cũng sẽ khác cái người không có võ. Chính bởi vì như vậy đó, mặc dù á, cái chuyện mà bước đi đó xách bao gạo chỉ đơn giản là cần sức khỏe đi vững là đủ rồi, nhưng cái khả năng của anh càng vững càng tốt thì cái việc anh thực hiện á nó càng dễ dàng. Định cũng vậy, cái thiền chỉ của anh, cái khả năng định tâm của thiền chỉ càng cao thì khi anh thực hành thiền quán nó càng tốt. Chứ không có cái chuyện là mình chỉ được lên tới cận định thôi, chứ còn không được lên tới các cái tầng thiền, cái đó không đúng. Còn cái chuyện quý vị sợ mà chết rồi sanh lên các cõi trời sắc giới mà chỉ có hưởng lạc của định mà không có tu tập gì cả, thì yên chí. Cái chuyện mà mình lên đó mà mình không tu tập á, là một là dành cho ngoại đạo, họ không biết tu tập. Hai là dành cho những người dễ vui, tức là những người tu nhưng mà nó cũng lười, tương đối dễ vui thì mới có chuyện đó. Còn những vị mà tu hành tinh tấn lên trên đó lại càng dễ tu. Tại vì sao? Bởi vì lên trên đó không có bị cái ảnh hưởng của dục lạc. Hơn nữa, ở trên các tầng thiền á có các cái vị thánh mà chứng thiền lên trên đó cũng có nữa. Chứng từ sơ thì sơ xin lỗi. Đúng rồi, các vị thánh chứng thiền từ sơ quả nè cho đến tam quả. Chỉ có điều á, tam quả mà chưa có vào cái cõi tịnh cư á thì vẫn có nha, có vị tam quả mà chưa vào cõi tịnh cư. Mà nếu như mà vị đó vào cõi tịnh cư rồi đó thì thua. Hoặc tại vì vô đó mình vô không được, hoặc là tứ quả, có vị phạm thiên tứ quả nhưng mà cũng chưa vào cõi tịnh cư. Tại sao sư lại nói như vậy? Nó là như thế này nè, là có những vị sanh về cõi phạm thiên, sau đó các vị đó thực hành tứ niệm xứ và chứng
tam quả hoặc chứng tứ quả, nhưng mà vị đó vẫn còn mang cái thân của Phạm Thiên đó, vị đó chưa có mệnh chung. Khi nào vị đó mệnh chung á nha, vị đó mệnh chung thì nếu như A-la-hán thì không còn tái sanh nữa, nhưng nếu như mà chứng tam quả mà mệnh chung á thì vị đó mới đi vào cái cõi tịnh cư. Còn nếu như đang là phàm á mà lên trên đó chứng thánh thì vẫn còn ở đó. Cho nên quý vị yên chí ha, không phải lên trên đó là mình chơi chọi một mình đâu. Và cái vấn đề này thì không biết sư Tuệ Tường có ý kiến hoặc là bổ sung gì hay không, hoặc là cần chỉnh sửa gì hay không? Dạ, thưa hai vị đại đức, thưa quý vị, thì Đức Thanh Tuệ trả lời cũng rất là chính xác rồi. Riêng về cái chi tiết mà Đức Thanh Tuệ giải thích quý vị cần phải lưu ý, có nghĩa là ở đây hỏi là có phải tu thiền chỉ nên tới cận định để hỗ trợ chuyển sang tu thiền quán không? Không thì Đức Thanh Tuệ trả lời rất là chi tiết, tại vì cái chi tiết này á, mặc dù Đức Thanh Tuệ có nói thì nhưng mà sư cũng xin nhắc lại để cho quý vị nghe nghe nhớ lại cái lời Đức Thanh Tuệ, có nghĩa là mặc dù á là trạng thái cận định nó còn gọi là Upachara Samadhi á, thì có thể chúng ta có thể chuyển sang tu thiền quán, nhưng mà để Đức Thanh Tuệ có ví dụ đó, nhưng mà để cho nó có cái sự mà tâm á, tâm nó đạt với những đường tọa từng từng thiền nó tối thiểu như chư Pháp Bảo á, đã nói thường cho lời khuyên là hành giả nên, nếu mà dùng từ nên nha, ở đây đó dùng từ gọi là nên đó, thì nên tu tập để đạt đến tứ thiền, sau đó xả thiền chỉ ra để tiến hành Vipassana, thì cái đó là tốt nhất. Tại vì khi mà cái đạt cái trạng thái đó thì giống như nãy Đức Thanh Tuệ có nói đó, giống như một người, ví dụ người khiêng bao gạo đó, nếu mà mình sức khỏe của mình nó giống như một lực sĩ đó, thì mình khiêng bao gạo mình đi một quãng đường xa đó, thì nó sẽ vững chãi hơn, nó không có mệt mỏi đó. Cái điều đó nó rất là tốt để làm nền tảng cho chuyển sang tu thiền quán, tức là tu thiền Vipassana đó. Điều đó là quan trọng, quý vị phải nắm đó. Tại vì khi mà không nắm rõ, chúng ta không nắm rõ thế nào là cận định và thế nào là an chỉ định đó, mà mơ hồ đó, thì rất là khó trong việc cái tu thiền chỉ, không tu thiền chỉ xong rồi chuyển sang thiền quán, vì đó là rất là quan trọng. Về cái vấn đề mà cái vị này hỏi tiếp là khi mình chết đó, khi mình phải nói rõ là khi mình đắc thiền có nghĩa là từ sơ thiền đến tứ thiền, mà nếu duy trì được cái trạng thái đến khi mạng chung á đó, và được sanh về cõi trời sắc giới, vì phải nhớ rõ nha, khi mà đắc thiền rồi và duy trì được cái trạng thái đó đó đến khi mà mạng chung đó, thì được sanh về cõi sắc giới á, thì trên đó hưởng phúc lạc không? Tại vì đôi khi á, cái câu trả lời trước để Đức Thanh Tuệ rất là nhấn mạnh cho quý vị cái câu mà cậu bé Nepal đó, tại vì đôi khi một số vị có thể lầm tưởng rằng mình tu mà đắc thiền chỉ, có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó, là mặc định là nó hiện hữu trong mình trong suốt kiếp này luôn, không? Thì cái đó là điều hiểu lầm, hiểu sai, rất là tai hại, không? Phải hiểu là mình đắc nhưng mà phải duy trì trạng thái đó thì mình mới sanh về cái cõi thiền tương ứng với cái sự đắc của mình đó. Rồi cái phần cái tiếp là về với cái vị này nói là về sợ cái cõi sắc giới, thì Đức Thanh Tuệ trả lời rất là đầy đủ rồi, cho nên sư cũng không có bổ sung gì thêm không? Cho nên là Thôi ở chịu đây là nhận. câu hỏi lớn, có hai câu hỏi không, thì cái câu hỏi thứ nhất đi, trong câu hỏi lớn đi, thì xin kết thúc ở đây, không biết để Đức cái tâm đó. Thì thưa quý vị là ở đây có cái chỗ này nó làm quý vị lầm là không biết rằng là tôi tu thiền thiền quá thiền chỉ là tôi đắc được tôi sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền,
rồi cái khi tôi chết đi tôi sẽ lên cõi trời, cõi chỗ cho Phạm Thiên, rồi cái tôi chẳng tôi hưởng không thì tôi không được, thì cái này là hiểu lầm, này là hiểu lầm. Thứ nhất á, thưa quý vị, không phủ nhận cái sự tu đắc thiền của quý vị, nhưng ở đây có thể quý vị tu hết kiếp không có đắc thiền, có thể. Vấn đề ở đây là mình có đắc các tầng thiền hay không, đó là vấn đề của mình luôn á. Có nghĩa là không phải thấy như vậy rồi giờ thì là giả dụ là cái đó đúng đi, đó đúng thì thôi tôi sợ quá tôi không tu thiền đường quán đâu, thiền quán là tôi không tu thiền chỉ đâu, tôi thiền chỉ thì lỡ tôi đắc là tôi sanh lên Phạm Thiên rồi tôi hưởng dụng có trở làm sao, thì cái này rất là ta lào lao. Tại vì sao mình đắc hay không là thứ nhất, mình đắc hay không là chuyện của mình, trong khi á, mình tu hết kiếp mình muốn đã thấy đụng tay lên đụng tới cái cửa của sơ thiền đó. Ở đây không phủ nhận là bà con tu thiền là không đắc, nhưng mà cái cửa đắc nó rất là khó, cái cửa đắc rất là khó. Cho nên khi đời thứ hai là như như là đại đức tại tường có nói nãy á, không phải mình đắc nhiều sơ thiền nhị thiền tam thiền hay tứ thiền là nó còn luôn, giống như đạo quả là hát à, chỉ cần dục dục cái bị sanh khởi một cái là gớt cái bụp gớt liền. Cho nên không không phải là quý vị đắc rồi mà quý vị sợ tôi chết rồi tôi sẽ sanh cõi Phạm Thiên. Cho nên nhiều người á, họ nói rằng á, là không dám tu thiền quán, xin lỗi, không dám tu thiền thiền định, bởi vì sợ đắc rồi thì ở chảnh luôn sao, lên chảnh rồi. Cho nên lỡ mà tu thiền quán mà thiền chỉ mà đắc á, là phải đắc luôn đạo quả, phải đắc luôn đạo quả mới được trong kiếp này, thì nó hiểu lầm rất là lớn. Quý vị gìn giữ cái sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nó đã muốn chết rồi, nó đã muốn chết rồi. Cho nên khi mà dục dục cái mà sanh khởi cái là quý vị rất thiện hay đức thiện cũng còn hoại ngay. Thứ hai á, là ở đây là sanh lên cõi trời Phạm Thiên á là chuyển hưởng đúng, nó chuyển hưởng sanh cõi trời là hưởng, nhưng lên chuyển không có nghĩa là không tu, không nghĩa là không tu. Còn mình nói vô mình, nói vô mình có những vị Phạm Thiên á cũng tu chẳng vậy, sao mình tức là mình chả được có được cái thông tin rằng là không biết sanh cõi trời từ cõi trời dục giới cho đến cái từ của sắc giới, của sắc giới những cõi trời đó nó gần sao và nó có tụ tập được hay không, hoàn toàn mình mù tịt về thông tin đó. Nhưng ở đây mình cứ nghe nói là đắc thiền gọi là sanh lên trển rồi hưởng dục không không tu được, rồi sao ở trển lâu quá rồi phí thời gian, thì rồi mình khi nghe kiểu như hết tuổi thọ còn đỏ xuống dưới nữa sợ. Nhưng mà xin lỗi quý vị, tu bao nhiêu năm chưa chắc gì đắc, mấy chục năm tu chúng đắc không, đắc sơ thiện cái ngưỡng cửa sơ thiện mình đắc nói rồi. Không phải nói đây là phủ nhận cái sự tu hành, không phải nói đây là phủ nhận quý vị là không ai đắc, nhưng mà nó khó lắm, nó rất là khó. Rồi đắc được rồi mình giữ gìn cái sơ thiện không được phải đó là khó đó. Cho nên đây là hai hiểu lầm mà sư muốn nói với vị. Xin hết ạ. Thì thưa quý vị, còn một cái phần nữa là cái bát chánh chánh định, trong bát chánh đạo có bao gồm tứ định từ sơ thiền tới tứ thiền hay không? Tại vì quý vị hỏi là có bao gồm hay không thì sư trả lời là có nha, chứ còn mà quý vị hỏi là nó có phải là tứ tứ định hay không thì sư nói là chưa đủ, tại vì ở trong chánh định đó, nó còn nhiều phần nữa. Nhưng mà nếu như mà quý vị hỏi là có bao gồm thì sư nói là có nhé. Rồi, chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.